202 đầu 50 thanh lý hai quan xung số máy gin, con này mình dọn nguyên cây đầu gin cọp 100%. Xibo 202 đầu 50 thanh lý hai quan. Con này mình dọn nguyên cây đầu gin 100% nha các bạn. Phê lắm à, xe này dữ lắm, đẹp. Nó có mấy chi tiết đẹp lắm, đồng hồ đẹp nè, áo đẹp. Cặp bánh Tân Lan thì siêu đẹp. Xe là đi bô gin lồng lỗ rồi đầy đủ hết trơn nha các bạn. Không thiếu gì hết. Nói chung là dọn gin 100% á, nhưng mà dọn kiểu mà sạch đẹp luôn á. Máy gấu lắm. Còn các bạn có thích màu gì thì mình thay áo cho các bạn thôi nha, rất là dễ ợt. Hiện tại là mình dọn theo form của cửa hàng thôi, như là áo gin nè, đồng hồ gin, cùm gin, logo gin, cột trước sau gin, bình xăng lớn, bình xăng nhỏ gin, lồng lỗ, bô 202, Tân Lan 202 mà thuộc hàng dữ luôn á. Tại mình còn mấy món của 202 đẹp lắm, mình đưa vô luôn. Xe rất đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Số điện thoại mình là 0939 080 619, HKT Cần Thơ, số 40 đường Ngô Sĩ Liên, Phượng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.